tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Ma Vạch. Như hiện nay mọi người cũng đã biết thì TMC Bạc đang được ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực ngành nghề. Điển hình như mọi người có thể thấy là chiếc tem này được dán trên các thiết bị điện tử, linh kiện điện tử như là bản mạch và bo mạch. Thì nếu như mọi người cũng đang tìm kiếm cho mình một chiếc máy in ấn có khả năng in ấn tốt những chiếc tem này, thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người dòng máy có model là G530. Mọi người hãy cùng em đi vào khám phá chiếc máy này ngay nha. Và trên bàn của em đây hiện tại đang là chiếc máy G530 cùng với bộ linh kiện đi kèm với máy. Đây là cục adapter của máy, đây là dây nguồn của máy và đây là bộ linh kiện. Bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người cùng xem với em nha. Đây, mọi người có thể thấy ở đây, đây là trục để mình lắp giấy. Và hai cái trục này là một trục lắp mực và một trục để thu mực. Và đây là dây USB của máy để giúp chúng ta kết nối máy in với máy tính để in ra những chiếc tem nha mọi người. Và cuối cùng thì đây là bản hướng dẫn sử dụng mà hãng đã trang bị thêm cho chúng ta. Mọi người có thể thấy ở đây. Và trên bàn của em đây là toàn bộ những linh kiện và phụ kiện đi kèm với máy. Bây giờ em sẽ cùng mọi người đi khám phá bên trong cái chiếc máy này nhé. Trước tiên thì mọi người nhìn qua vẻ bề ngoài thì mọi người có thể thấy logo thương hiệu của Vodec ở đây. Đây là cửa sổ trong suốt và đây là đèn ready, đèn status và đây là nút fix của máy. Vì đây là dòng máy tiêu chuẩn cho nên hãng có trang bị cho chúng ta chỉ một cổng kết nối đó là USB. Đây mọi người có thể thấy ở đây, đây là cổng USB của máy. Đây là cổng nguồn và đây là nút nguồn. Tiếp đến thì đây là hai nút hỗ trợ cho chúng ta mở máy lên. Bây giờ em sẽ cùng mọi người đi vào bên trong của chiếc máy nha. Đi vào bên trong thì mọi người thấy ở đây, đây là sơ đồ lắp giấy mực mà hãng trang bị. Và đây là hộp chứa giấy. Hộp chứa này thì có thể chứa tối đa cuộn điện canxi bạc là 50m. Em sẽ mở cái này lên nha mọi người. Đây là hộp chứa mực, cuộn mực dùng cho máy này được tối đa là 300m. Và phía bên trên đây là để mình thu mực. Và phía dưới đây là hai cái nẹp để giúp chúng ta cố định nẹp giấy trong quá trình mình sử dụng. Và tiếp đến là con cảm biến của máy. Và đây là trục ruler của máy. Và tiếp theo bộ phận quan trọng nhất không thể thiếu đó là bộ phận đầu in của máy. Thì chiếc máy này có độ phân giải là 300 dpi, có tốc độ in là 102mm và có độ rộng in là 4 inch. Và tiếp theo thì không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ cùng mọi người đi vào in test xem chất lượng in tem của chiếc máy G530 này nha. Và hiện tại thì em cũng đã thiết kế tem cũng như là lắp đặt sẵn giấy mực. Và bây giờ em sẽ in test cho mọi người xem qua về chất lượng in tem của chiếc máy G530 này nha. Em sẽ in 5 con tem cho mọi người nha mọi người. Tuy nhiên thì máy cũng đã đáp ứng được. Và như mọi người cũng đã biết thì chiếc máy này có độ phân giải là 300 dpi, và nó sẽ in rõ nét các chữ cũng như là số hơn những dòng máy có độ phân giải là 203 dpi. Và ngoài chiếc máy G530 này, bên em còn có cung cấp cả giấy đề canxi bạc cũng như là mực. Thì mọi người cần biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ cùng công ty Thế Giới Ma Vạch. Nếu như mọi người mua hàng tại công ty Thế Giới Ma Vạch thì công ty chúng em sẽ tặng mọi người một phần mềm thiết kế tem nhãn đi kèm để cho mọi người chủ động hơn trong việc thiết kế nội dung của tem cũng như là đúng với nhu cầu của mọi người hơn. Vừa rồi thì em đã cùng mọi người khám phá qua về đặc điểm, tính năng, thông số cũng như là in test cho mọi người xem về chất lượng in tem xi bạc của chiếc máy G530 này. Và nếu như mọi người đang quan tâm về sản phẩm này thì mọi người hãy nhanh liên hệ đến công ty Thế Giới Ma Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào website thegioimavach.com để chúng em được hỗ trợ kịp thời ngay cho mọi người nhé. Và nếu thấy video này hay hoặc hữu ích thì mọi người hãy cho em xin một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.